Xin được mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Chương trình video clip ngày nay thì tiếp tục Lan Va Cao Phong có lên để chia sẻ tới toàn thể quý vị những cái mặt hàng vật giống bình dân cho đến cao cấp, và hôm nay thì có rất là nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú để gửi tới toàn thể quý vị trong đợt này. Thì thực sự nói thật với quý vị cũng là một cái thị trường rất là chậm lắng để mà khó để vực lại được. Và thực sự mà nói thì chủ yếu là dành cho những quý vị đam mê. Nếu mà quý vị mà sưu tầm các con giống thì liên hệ trực tiếp cho Lan Va Cao Phong để sở hữu. Và này sẽ chia sẻ những cái mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và trước màn hình quý vị và các bạn đây thì là một cái chậu bảo duy Ki 52, như quý vị đã nhìn thấy rất là đẹp. Đó. Và cái mùa này thì nó cũng rất là hanh khô, quý vị có thể tưới ngày 2 lần. Rất là đẹp, rất là lực. Và cái chậu này thì số đo của nó là 1 mét. Chia sẻ cho quý vị giá là 25 triệu đồng, 25 triệu đồng quý vị nhé. Nó rất là đẹp. Đó, cái này thì quý vị có thể ngắm hoa làm kỳ thoải mái luôn. 25 triệu Việt Nam đồng. Đó, rất là yêu thương. Tiếp theo thì là một cái chậu Juliet, như quý vị đã nhìn thấy, hai thân đẹp sắc nước Yên Thành. Đó, vàng lá sắp rụng rồi. Vì cái mùa này rất là hanh, cần độ ẩm 24, nếu mà thiếu nước là dẫn đến tình trạng tóp thân và rụng lá. Thì những cái chậu này về quý vị có thể làm hoa trong năm nay được và kích hoa được. Và cái chậu này thì chia sẻ cho quý vị cực kỳ yêu thương, 5 triệu đồng cho quý vị sưu tầm. Đó là cái chậu số 2. Tiếp theo thì chia sẻ các con giống. Như quý vị đã nhìn thấy thì có rất là nhiều, vài chục đơn luôn để chia sẻ yêu thương. Và những cái hàng quốc dân đã ăn vào tiềm thức của những người yêu hoa lan. Thì trước màn hình quý vị đây thì là một cái chậu hồng mỹ nhân này. Cái chậu này thì quý vị có thể làm hoa được. Chia sẻ rất là dài, 350 ngàn. Đó, cho cái chậu số 3, hồng mỹ nhân. Tiếp theo nữa, đây quý vị nhìn nhé, 350 ngàn thôi. Đó, quý vị về làm hoa Tết được. Tiếp theo nữa là một cái chậu hoa hậu xứ Mường. Duy nhất có một chậu thôi, giá thì rất khuế rồi. Chia sẻ cho quý vị 300 ngàn đồng, cực kỳ yêu thương. Ghi trên thân nhé, nhưng nó đã thuần rồi. Chỉ có 300 ngàn thôi. Đó, quý vị về lấy một gốc 52, như cái mắt nó thì rất là to, rất là lực sang năm. Đó, chia sẻ yêu thương quý vị 300 ngàn đồng. Tiếp theo thì ở đây có hai kỳ á mắt châu lưng xanh một thời huyền thoại rồi. Đó, chia sẻ 50 ngàn, chỉ với 50 ngàn thôi. Cái này thì hoa rất là thơm cho hai kỳ. Đó, cái này về làm hoa được luôn. Đó, về quý vị có thể thay chậu hai cái này thành một chậu, sang năm sẽ được 4 mầm gốc chơi hề về đẹp. Chia sẻ 50 nghìn hai chậu á mắt châu lưng xanh này quý vị nhé. Đó, tiếp theo là một cái đơn số 4, một kỳ hồng á hậu, chia sẻ quý vị 100 ngàn đồng. 100 ngàn đồng quý vị nhé. Tiếp theo là một dòng mít Văn Sơn, mít huyền thoại, được gọi là mít Cụ Bà hay còn gọi là mít Văn Sơn. Thì cái chậu này có 2 cây mầm gốc chính và có 2 kỳ trên thân. Và quý vị có thể tách 2 kỳ này trồng thành 2 chậu. Vì cái dòng mít này chủ yếu là chơi một chậu một thân cũng rất là đẹp. Đặc điểm của mít Văn Sơn thì gân guốc rất là dày. Đó, chia sẻ quý vị yêu thương 150 ngàn đồng quý vị nhé. Đó, 150 ngàn. Tiếp theo đơn số 6 vẫn là mít Văn Sơn Cụ Bà, chia sẻ quý vị 100 ngàn đồng cho đơn số 6 này. Đơn này thì rất là đẹp. Đó, 100 ngàn đồng. 100 ngàn đồng, kỳ rất là lực, rất là khỏe, tiềm năng. Đó, và quý vị có thể thay chậu vì cái chậu này nó là nhỏ rồi. Tiếp theo là một cái đơn số 7, 5 cánh trắng thảo chi, thì quý vị đã theo dõi của Lan Va Cao Phong biết rồi. Trước là một, hai cái này là một bới, nó là kỳ thân già nhưng nó rất là lực khỏe. Và này đã tách ra với cái quá trình tách chuyên nghiệp không bị chột cây cho quý vị. Chia sẻ đơn số 7, 5 cánh trắng thảo chi 800 ngàn đồng. Đó, quý vị có thể tham khảo và sưu tầm. Rất đẹp, thảo chi nhé. Một mặt bông khá đắt đỏ trong những thời gian qua. Tiếp tục là đơn số 8, chia sẻ quý vị 600 ngàn thảo chi, cây này nhỏ hơn. Đó, 2 kỳ quý vị nhé.
600 ngàn, rất lực, rất khỏe. Và tiếp tục là một kỳ hồng Phú Quốc, một kỳ duy nhất. Cái giống này thì trên thị trường nó không có nhiều. Nó là một bông hồng cũng khá là cao cấp trong những thời gian qua. Chia sẻ quý vị 500 ngàn đồng. Đây nó còn một cái bi quý vị này, mầm gốc thì nó khá là khỏe quý vị nhé. Chủ yếu là quý vị lấy mầm gốc sang năm. Và trên này quý vị có thể làm được 1-2 kỳ nữa nếu như kích. Chia sẻ 500 ngàn đồng. Về quý vị có thể lồng chậu và chơi hay về đẹp. Đó, hồng Phú Quốc nha. Đặc trưng của hồng Phú Quốc này. Cái giống này nếu mà quý vị biết không, để mà bán trên các kênh YouTube thì rất ít người có. Có nhiều quý vị mua những cái chậu 200-300 nghìn với 500 nghìn dài hàng mét là hồng Phú Quốc. Nhưng thực sự hồng Phú Quốc là không có nhiều quý vị nhé. Đó, rất ít người sở hữu được vì trước kia nó rất là mắc. Đó, có thể là 5-10 người mới mua được một kỳ hồng Phú Quốc. Nhưng bây giờ thì thực sự là nó cũng rẻ rồi. Đó, nó cũng trượt giá, rớt giá, tất cả đều rớt giá, tất những mặt bông cao cấp. Chia sẻ quý vị 500 ngàn đồng là cực kỳ yêu thương. Đó, một kỳ duy nhất quý vị nhé. Tiếp theo thì bẹt kỳ hoa đơn số 9, chia sẻ quý vị 500 ngàn đồng. Rất đẹp. Và đơn số 10, chia sẻ quý vị 400 ngàn đồng. Đó, quý vị có thể cân nhắc nhé. Và những cái giống này thì không có nhiều. Đó, bẹt kỳ hoa vẫn rất là đắt đỏ. Tiếp theo đơn số 11 vẫn là bẹt kỳ hoa, chia sẻ 500 ngàn đồng. Đó, cái lá gốc này nó vàng để giải trình cho quý vị thì mùa này rất là hanh khô ở Bắc. Và nó xe lạnh rất là mạnh. Và cái mùa này nếu không tưới nước đủ thì sẵn tình trạng tóc thân và rụng lá. Thì quý vị có thể ngày tưới 2 lần. Với những kỳ nhỏ như thế này, ở miền Bắc có thể ngâm vào khay nước 2cm là an toàn nhất. Cái này thì quý vị lấy mầm gốc nha. Cây cắt khúc tự nhiên rất thuần. Chia sẻ 500 ngàn đồng. Đó, và quý vị cũng lưu ý những thời gian lan dế này thì quý vị mua hàng cũng nên cân nhắc. Cân nhắc nhé. Đừng có nghĩ là lan nó dế quá mà quý vị mua theo cảm hứng. Mua theo một cái gì đó. Nghĩ dế thì mua. Không quan trọng. Và đằng nào nó cũng dế rồi. Thì đó là một cái sai lầm. Vì quý vị chơi lan thì chắc chắn là nó phải rất mất học phí nhiều. Và đơn số 5. Đơn này thì 500 ngàn. Nó cũng dụng vàng lá rồi. Chia sẻ quý vị đơn này 300 ngàn. Nếu quý vị sở hữu nha. Quý vị xem kế, xem đi xem lại. Rồi cân nhắc nhé. 300 ngàn. Đơn số 6. Thì đơn này là 500 ngàn. Lấy quý vị 400 ngàn. Rất đẹp. Đó. Và tiếp tục là đơn số 6. Số 2, 600 ngàn lấy quý vị 500 ngàn. Đó quý vị nha, rất yêu thương. Tiếp theo thì là một cái kỳ số 12. Một kỳ này gọi là một kỳ may mắn cho quý vị. Kỳ này mấy bữa là bán 1.4 triệu, 1.2 triệu. Không có quý vị nào chốt, nó rất là nhiều tiền vì nó rất là to. Và trong clip ngày nay thì quý vị mà xem được video có thể mua được một kỳ này để kỷ niệm cho quý vị. Giá là 600 ngàn đồng. 600 ngàn đồng là một cái mức giá yêu thương để gửi tới quý vị. Và quý vị nhìn không? Rất là giống không tên luôn. Đó, có nhiều quý vị mua lầm không tên cái kỳ như này 500 nghìn hay 1 triệu. Nó rất là khó phân biệt. Quý vị nha. Thì cái kỳ này cho là một kỳ may mắn. Quý vị nào mà lấy được, chốt được thì mà xem được. Ở cái đoạn này có nhiều quý vị là tua thật nhanh. Không nghe thuyết trình. Miễn là tua đến chỗ nào có giá hợp lý quý vị mua. Đó, đó là một điều sai lầm. Thì cái đơn này chia sẻ quý vị 600 ngàn cho quý vị nào may mắn xem được cái cây này nhé. Đó. Tiếp theo thì là một kỳ bảo duy. Cũng khá là đắt đỏ trong những thời gian qua. Đó, bảo duy. Và vô thường. Kỳ vô thường này thì nói thực sự quý vị nó rất là mập. Chia sẻ quý vị 500 ngàn. Rất là mập quý vị nhé. 500 ngàn. Đó. Và đơn số 1 là vô thường. Và đơn số 3. Kỳ bảo duy. Kỳ năm nhất. Kỳ này cũng rất mập thắt ngọn rồi. Chia sẻ quý vị 3 triệu đồng. Và hôm nay sẽ lấy quý vị là 2 triệu 500 ngàn đồng. Quý vị có thể cân nhắc nhé. Tiếp theo là một cái đơn số 3. Số 2. Một kỳ bảo duy 4 triệu đồng.
quý vị mà thực sự sưu tầm chưa xí quý vị 3.800.000 đồng, cây này vẫn đang đi ngọn, bắt đầu béo phì, 3.800.000 đồng quý vị nhé. Đó, còn có nhiều quý vị tôi kỳ này tôi mua không quá 1 triệu, nếu quý vị mà có kỳ như này 1 triệu sẽ nhập cho quý vị hàng trăm cây luôn. Tiếp theo là một kỳ năm cánh trắng mắt trâu chia sẻ yêu thương 500.000 đồng, 500.000 đồng quý vị nhé. Đó, tiếp tục là một kỳ năm cánh trắng đại cát chia sẻ 2 triệu đồng, và quý vị lấy sẽ chia sẻ là 1.800.000 đồng. Tiếp tục là hồng bồng lai chia sẻ quý vị hình số 1, cây rất là lực, rất là đẹp, 500.000 đồng, kỳ cắt khúc tự nhiên 500.000 đồng quý vị nhé. Hình số 2 cũng chia sẻ quý vị là 500.000 đồng, kỳ cắt khúc tự nhiên. Đó, và hình số 3 là một chậu trên 1 mét, thân rất to, đã rụng lá. Quý vị có về có thể ngắm hoa, thì cái chậu này là một cái chậu hồng mỹ nhân. Quý vị thích hoa chính chú thì đây, rất nhiều nụ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nụ, 9 nụ quý vị nhé. Mầm gốc thì ok luôn. Đó, và quý vị có thể làm được rất là nhiều kỳ và 2 mầm gốc cho năm tới. Và cái chậu này thì trên 1 mét, thân rất là khủng quý vị ạ. Chia sẻ quý vị 800.000 đồng. Đó, nếu quý vị nào không chốt được thì sẽ để cho nở hoa cho quý vị cùng ngắm. Rất là to, trên 1 mét. Đó, còn cái chậu kia thì là 300.000. Tiếp theo là một phân khúc khá là to tiền và đẳng cấp trong những thời gian qua và hiện tại bây giờ rất là ít giống. Được số 1, tuyết đính hồng, chia sẻ 2 triệu đồng. Đó, quý vị có thể cân nhắc nhé. Đơn số 2 vẫn là tuyết phình hồng, chia sẻ 2 triệu đồng. Rất ít người sở hữu giống này. Thực sự quý vị mà đam mê, có điều kiện kinh tế thì mua. Nếu không có thì phải mua những dòng hồng thấp hơn. Đó, giống này không có nhiều nhé. Chia sẻ 4 triệu đồng 2 kỳ. Một kỳ hồng Nhật Hạ chia sẻ quý vị 500.000 đồng. Tiếp theo là một đơn số 5 người đẹp không tên. Bắt đầu rụng lá rồi. Tâm lý nhìn thấy rụng lá rất là xấu và chán trường. Nhưng nó sẽ là những cái con giống cho tương lai năm tới. Và trên thân này quý vị có thể làm được kỳ 1.300.000. Một cây thứ 2 là một cây may mắn trong video ngày nay. Nếu thực sự quý vị mới cây này thì nó rất là khỏe đẹp. Cây này thì nó rụng lá. Và hôm nay 1.300.000 sẽ chia sẻ quý vị cây này. Nếu quý vị đặc biệt là người xem được cây này, chia sẻ 600.000 đồng, chỉ bằng một cái mắt ngủ thôi. Đó, duy nhất một chậu này. Và một trong một tuần đó nó sẽ rụng hết lá. Và nó sẽ còn một cái khúc cùi khô như vậy thôi. Nói nôm na như vậy. Chia sẻ 1.300.000 lấy quý vị 600.000 đồng. Nếu như quý vị xem được cái cây này về nó vẫn rụng lá như nó rất khỏe nhé. Chờ mầm gốc năm tới, lấy mầm gốc quý vị nhé. Tiếp theo là Bảo Duy vừa tiền. Đơn số 4 500.000 đồng. Ngày nay sẽ lấy quý vị 400.000 đồng cho đơn số 4 Bảo Duy nhé. Đơn số 5 400.000 đồng, 500 lấy quý vị 400. Và đơn số 4 này nữa cũng là 500, lấy quý vị 500. Để nói cho quý vị biết thì có nhiều quý vị vào Bảo Duy nó phải có sọc. Trong cái tình trạng mà cây đang đi ngọn, đang phát triển như thế này thì không bao giờ nó hiện sọc. Khi nào chớm thắt ngọn thì nó sẽ hiện sọc như này. Đó, như cây này bắt đầu nó lộ sọc. Đó, và cái kỳ này đơn số 3 chia sẻ quý vị 1.200.000 đồng. Và đơn số 2 1.2 triệu. Và đơn số 3 1.2 triệu. Tiếp theo đơn số 4 người đẹp không tên 1.5 triệu. Và đơn số 2 người đẹp không tên 1.5 triệu. Và đơn số 1 người đẹp không tên 1.5 triệu. Tiếp theo là một kỳ hồng triệu đô. Hôm nay quý vị lấy chia sẻ quý vị 50.000 đồng. Hồng Trần chia sẻ 200.000 đồng, giá không thay đổi, giống này nó cũng rất là hiếm.
Đó. Tiếp theo là Hồng Nguyệt chia sẻ 3 chậu 300 ngàn đồng. Hồng Phong Nguyệt nhé. Xá cho quý vị 3 chậu này 300 ngàn đồng. Hồng Phong Nguyệt. Hồng Tiên Sa 100 ngàn 1 chậu. 2 chậu này là 200 ngàn đồng. Đó, rất là đẹp. Tiếp tục. Một kỳ cờ đỏ rụng lá. Kỳ này hôm nay xá cho quý vị luôn. Khô không tưới. Chuyến này thực sự không có thời gian. Bởi vì phải đi suốt ngày. À, không những hoa lan này mà còn phải làm nhiều việc khác nữa quý vị ạ. Ngày Tết này thì còn phải làm giá hàng cho các khách hàng thân yêu. Đó, Lan Hoa Phong thì không có những là làm lan mà còn phải làm rất là nhiều việc. Vì thực sự bây giờ lan nó rất là rỉ, để mà trông vào lan thì sẽ không đủ nhu cầu cuộc sống của mình. Nên đành phải nhảy sang cái việc khác. Đơn này thì chia sẻ quý vị 2,5. Và hôm nay nó rụng, muốn rụng lá rồi. Quý vị về lấy mầm gốc nhé. Chia sẻ duy nhất một kỳ này. 1 triệu đồng. Cân nhắc kế lưỡng, tài chính. Nhưng nó là một con giống chất lượng khỏe, tránh mất học phí cho quý vị. Đó. Tiếp theo là một kỳ cờ đỏ số 2. Chia sẻ 1,5 triệu đồng. Và đơn cờ đỏ số 3 cũng 2,5 triệu đồng. Đó. Tiếp theo là một kỳ người đẹp Bình Dương 500 ngàn đồng đó quý vị. Lấy quý vị 200 ngàn đồng. Khá là ok. Và một kỳ người đẹp Bình Dương to 52 1,5 triệu. Ngày này sẽ lấy quý vị 1 triệu đồng. Quý vị cân nhắc. Và một kỳ cây Khang Vân nay xá quý vị 200 ngàn đồng. Rất đẹp. Đó. Và một cái chậu Khang Vân số 2 4 mầm nay xá quý vị 500 ngàn đồng. Đó, quý vị có thể cân nhắc. Và một tác phẩm Phú Thọ chơi hay bày đẹp, giá không thay đổi 1 triệu đồng cho ba thân này. Quý vị có thể nhìn ngắm toàn cảnh, nó rất là đẹp và rất là phê pha luôn. Đó, tiếp theo thì là một ngọc sơn cước 600, đơn số 1 nhé. Những cái cây này quý vị về thay chậu lấy một gốc năm tới nhé. Chia sẻ yêu thương 600, ngày này sẽ lấy quý vị số 1 400 ngàn đồng. Số 2 500 cũng lấy quý vị 400 và số 3 cũng lấy quý vị 400 và số 4 lấy quý vị 300. Đó. 4 kỳ quý vị đã xem từng chi tiết. Tiếp theo một kỳ Vĩnh Khang 1,2 triệu cây đang trong tình trạng phát triển bình thường. Và đơn số 2 vẫn là Vĩnh Khang chia sẻ 2 triệu đồng. Và đơn số 1, số 4 Juliet ngày nay sẽ chia sẻ quý vị 500 ngàn đồng cho đơn số 4. Và đơn số 9 chia sẻ quý vị 900 ngàn đồng, lấy quý vị 600 ngàn đồng. Và đơn số 10, 600 ngàn đồng chia sẻ quý vị 400 ngàn đồng. Đó. Và mọi chi tiết quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan Hoa Phong. Và đây là HO chia sẻ quý vị 100 ngàn cho 4 chậu. Đó quý vị nhé, 100 ngàn 4 chậu. Quý vị lấy bao nhiêu chậu thì liên hệ trực tiếp. Đó, rất yêu thương. Đó. Và video xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt.